Sau chuyện đó, anh muốn gặp lại Tú. Ai đây? Để nói với Tú lời xin lỗi chân thành nhất. Anh thông cảm, em cũng bận nhiều việc lắm, em cũng không tiện xen vào. Nhưng mà anh em cũng khó bỏ nhau anh ạ. Ê bé Mã Lai, chuyên về phục trang, IT, mỗi phi vụ 20%. Chú Nam, người vận chuyển, cân mọi phương tiện, mọi địa hình 20%. Vậy là còn 60%, mình anh lấy hết hả? Hắn thâu hết. Đúng, bởi vì tôi làm đi. Chị sẽ ủng hộ tôi. Bớt tưởng tượng, bởi vì tao làm trưởng nhóm, lên kế hoạch và đảm bảo phi vụ có thành công. Có bao giờ thất bại không anh? 28 năm nay chưa bao giờ thất bại. Và chơi cực rán văn, bon appétit, merci beaucoup. Tôi Di Kiều Mỹ. Người chiến thắng là ai? Anh luôn luôn là người chiến thắng. Có đuổi theo kịp anh, vì anh luôn luôn là người duy nhất. Thôi con mệt quá. Cái bà gì vậy, anh có con rồi hả? Cô tỉnh táo lại đi. Tôi vô sinh mà sao có con được. Lại còn vô sinh nữa. Vô sinh nhưng mà anh còn khỏe. Mình lấy 5 tỷ này, mình đã làm một cái event thật hoành tráng để lừa bà ta 50 tỷ. Mọi người có theo không ạ? Một là hai đã đây, khám phá hết vẻ đẹp thiên nhiên nguyên thủy hoang sơ, tạo ra một event độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Còn hai? Chúng tôi sẽ đưa các anh về Hà Nội ngay lập tức. Nhưng mà em nghĩ hai anh có kế hoạch rồi đúng không? Không.